Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đó là mình Monsu đây. Hiện tại bây giờ thì tựa game kiếm ca VNG nó đã hỗ trợ các bạn nạp game bằng SMS. Có nghĩa là anh em có thể nào, anh em nào mà không có điều kiện ấy, không có điều kiện để có thể có tài khoản kiểu như những tài khoản thanh toán trực tuyến như kiểu là Momo, ZaloPay hay là thẻ ngân hàng ấy, cũng không có thể mua được thẻ Zing, thì các bạn có thể ngồi ngay ở nhà có thể nạp được tựa game này thông qua SMS, nghĩa là số tiền ở trong tài khoản điện thoại của các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ check thử cái này và nạp thử cho mọi người xem. Đây, an mình đây thì bây giờ đây nhá, giao diện là hiện tại chưa nạp gì nhá. Đấy nhá. Tiền nạp giờ vào nạp cho mọi người. Đầu tiên là phải là đăng nhập tài khoản vào. Cái đường dẫn của cái trang nạp để phần mô tả video nhá. Anh em bấm đăng nhập tài khoản vào. Sau đó là chọn máy chủ, mình là 19. Chọn nhân vật, nhân vật hiện tại của mình. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ chọn cái mốc nạp. Lưu ý là bây giờ hiện tại thì game chỉ hỗ trợ có 3 mốc nạp thôi. Mình nhớ có một mốc nạp là 75 này, 75, 250 với 500 hay sao. Thì mình sẽ chọn mốc thấp nhất đi, mốc 15.000. Đây, các bạn có thể thấy là ở cái mốc đầu tiên chúng ta có những cái có thể nạp được này: ZaloPay này, Zing, thẻ Zing này, Viettel này, Vinaphone này. Gói thứ hai cũng vậy, có thêm ATM và Visa nữa. Gói thứ ba đấy cũng y hệt, nhưng mà đến gói thứ tư này là bắt đầu không còn hai cái mốc SMS, Viettel và Vinaphone rồi, nghĩa là chỉ có ba mốc đầu tiên này nạp được thôi. Chúng ta bấm vào đây, chọn nạp gói này. Đấy, chọn SMS dưới đây. Như vậy là 20k trị giá của gói 75 KNB này, trị giá 20k. Mình sẽ dùng Viettel đi. Viettel xong rồi anh em sẽ, đây nó có mức giá nữa này, chọn cách thanh toán này. Đấy, sau đó các bạn, một là các bạn có thể quét mã QR, hai là các bạn có thể soạn tin nhắn ở trên đây. VNGDK20 này, KC mã số này gửi đến 9029. Phí thanh toán là 20k. Đây. Mình sẽ vào check tài khoản cho mình còn tiền không. Ý giời, còn 37.000, vừa khít. Được. Đây, mình sẽ soạn tin nhắn VNG DK20 KC 20 2003 190. Một chín hai chín bảy hai. Mã số nó dài thế, 38. Đấy, gửi đến 9029. Ok mẹ, chạy lại số phát nữa ghi sai. Ok đúng rồi, SMS vậy. Sẽ ngồi check kết quả. Không biết là nó có nhanh không. À đây, có tin nhắn về luôn đây anh em ạ. Anh em nghe tiếng rung của điện thoại không? Đó. Đã nạp thành công. Quý khách được cộng thêm 100 MB data sử dụng các dịch vụ internet. Uầy, nghe em nuột nhỉ. Kiểm tra giao dịch. Đó, nạp tiền thành công. Đó, sau bây giờ chúng ta sẽ vào check out. Có gì mà quý. Đấy, được ngay rồi. Đã nạp thành công 80 nguyên bảo. Vào dùng ngay, thấy chưa? Anh em thấy không? Cực kỳ mượt và cực kỳ nhanh luôn. Nhớ quên cái này thì xóa đi chứ thông báo mà. Đó, đó là cái cách để chúng ta có thể nạp tiền vào tựa game kiếm ca VNG mà không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ngồi ở nhà cầm điện thoại bấm SMS là được, cũng không cần phải có thẻ ATM hay là những cái dịch vụ thanh toán trực tuyến. Nó rất dễ cho những người chơi mà ví dụ như là chưa đủ điều kiện để có sở hữu những cái đó, và mức giá của nó cũng vừa phải, 20k được 80 KNB. ở đây thì nó ghi là một gói 75 KNB, nhưng mà mình thấy nạp lần đầu sẽ nhận được thêm kiểu 75 KNB khóa đấy. Đấy. Nhưng mà đây chúng ta được 80 KNB là mượt rồi. Ok.
Nhưng mà đó là cái hướng dẫn của mình với anh em, cái cách để anh em có thể nạp cái tựa game này bằng LMS. Đấy, anh em thì hay thì quên like, share, subscribe kênh giúp mình. Cũng giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nhá. Bye bye.